Max xin giáp rỉa W vậy thôi. Summoner's Rift. Seconds until minions spawn. Endless hunger. Lên thần kiếm ấy. Lên thần kiếm Muramana. Position for ambush. À, lên thần kiếm Muramana đứng rỉa. Đang bắn W rỉa. My wings are restless. Đúng mà em. Thằng Thi qua thằng Thi hỏi. Mấy mày điên nó đang kim kìa. Hỏi đây là có một quay ai quá quái điên này. Đúng mày điên luôn đấy. Nãy nó kêu ôm chim mày qua đây hỏi còn chấp nhận được đi. Hỏi ngu hỏi ốc chó bị chửi rồi đúng rồi. Ý kiến nó coi gì. Trước tín hoa quỳ trước để đi farm lẻ thứ nhất, thứ hai là tí có thằng solo mình lập tín hoa quỳ theo W. Defend.
gánh tim coi nè. Where the fuck I am. Has been slain. This world is difficult. Oh, mẹ. Nó wow tôi rồi. Rồi. Cướp rừng đó nha, cho nhanh lên đồ cái. I sense worthy prey. Lên lùa mấy cái bò này cái. Yeah.
Bố mày chưa mua đồ thôi. Dạ bố mày mua đồ đây. À nhon đi nha nhon. Đi ta đập cho má nhìn không ra lên nè. Sao gì chuẩn bị ta đập cho máy thì không ra này. Đứng đó đi mấy thằng nhóc. Săn luôn quá.
Nào em. Ghê bây giờ không ghê thì cào chết tụ chứ mày. Ghê không? Ghê vậy không ghê. Châu bò đấy, ghê gớm đấy. Tìm mình yếu quá, có mình mắc đồ. Nào ngon solo. Nào đủ tư cách solo. Ghê không biết liền à. Ngon mày hút máu đi. Yeah.
Thằng nào nó thua gánh team liền. Sao? Giờ mấy thằng nhóc như nào? Mấy thằng nhóc? Sợ chơi quá à? Solo là không thằng nào có tuổi luôn. Lô ảnh múc hết. Chung không có mê được. Kèo dưới quá gánh không nổi. Đồng đội mình lên đường ngu quá à. Nói thiệt luôn á. Kha'Zix đánh với Darius chỉ có một con đường là mát đam để đập chết nó thôi. Còn bạn lên tăng bạn không có đủ đam giết nó là nó hồi máu à, đúng không? Bạn lên tăng bạn không có hồi phục sao bằng nó. Ông lên tăng là ông ngu rồi. Chỉ cần hướng lên tăng là ông thấy ông ngu rồi. Chứ đéo cần biết là mẹ ông đánh hai cỡ nào. Ông chỉ cần mua một món tăng là ông thấy ông ngu rồi. Bởi vì con Darius nó quy nó hồi máu được. Chứ còn ông không có hồi máu được với nó đâu, đúng không? Ê, từ từ quét. Mày quét. Chứ gì là thấy ổng ngu rồi. Vô em ơi.